Chào mừng các bạn đến với quán chè ngon ở đường Lê Đại Hành nha. Rất siêu nhiều topping. Bây giờ là 5 giờ chiều nên các topping đã bị vơi đi khá là nhiều luôn. Quá trời có đất luôn. Bao la cốc. Mình với chị mình là chỉ có ưa món chè thốt nốt thôi. Mỗi tội điểm trừ là bây giờ trời nó lạnh nên là cái nước cốt dừa nó cứ đông tạo giác một tạo cảm giác như là có một mảng bám vậy. Nhưng mà ăn rất là ngon nha. Chè là quá vơi luôn. Kể cả là mùa đông đi chăng nữa vẫn phải có đá thì ăn chè mới ngon. Chết rồi, để tí em xem là hình như em chưa xóa. Bởi vì suốt nãy giờ đang bận mà. Đâu để em gửi luôn Zalo cho chị được. Em sợ lắm, tí đây em rỗi em tiện tay em xóa đi thì bỏ cha. Đây em gửi đây. Làm miếng nữa nè. Ngon quá. Cái này là thạch hả chị? Ừ là thạch mà. Còn đây cái này đúng là thạch rồi này. Nó vó nét cục vào rồi này. Trông như ngàn lớp này. Cái thốt nốt này ăn nó mới ngon như là dừa ấy. Thốt nốt được ngon nhỉ. Ăn mùa đông nên là chè nó cũng có cái lớp ván của nước cốt dừa ấy nhỉ. Mùa đông. Nó nói phải ngon. À cái hạt nát. Thôi nó là miếng giò gì? Đó em đang quay chụp video rồi. Con hạt đác ngon.